Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay Phương sẽ trở lại với các bạn qua một cái clip trong cái mảng danh sách là công nghệ và đời sống. Thì trong cái mảng danh sách này các bạn, trước đó Phương đã làm những cái clip hướng dẫn cho các bạn cài đặt những cái ứng dụng gọi xe ôm công nghệ Grab nè, Bi nè, Gojek nè. Thì các bạn rất là hào hứng đối với cái clip này. Và vừa rồi trong khoảng thời gian khoảng một tuần trở lại đây các bạn, thì có một cái bạn trẻ có một cái yêu cầu là nhờ Phương làm một cái clip hướng dẫn cụ thể để em ấy có thể gọi xe vì em ấy sắp ở ngoài quê vào Sài Gòn. Thì hôm nay cuối tuần Phương sẽ làm cái clip với cái nội dung là hướng dẫn các bạn cách gọi xe ôm công nghệ một cách đúng cách nhất, văn minh nhất, lịch sự nhất ở Sài Gòn. Và đây là những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý trước khi các bạn thực hiện cái thao tác gọi xe ôm công nghệ nha. Đầu tiên, đây là cái việc mà nó hơi tế nhị nhưng mà Phương cũng nhắc luôn là các bạn nên thủ sẵn cho mình một ít tiền lẻ ở trong túi ha các bạn, hoặc là cái mệnh giá cao nhất của các bạn là 100 ngàn, 50 ngàn, 20 ngàn. Nói chung là các bạn phải có một ít tiền lẻ ở trong túi để các bạn giải quyết cái việc thanh toán tiền xe ôm cho bác tài một cách nó nhanh gọn cho người lần đầu sử dụng cái những cái ứng dụng gọi xe ôm công nghệ nha các bạn. Lần đầu các bạn sử dụng thì các bạn hạn chế thanh toán qua thẻ, thanh toán qua ví điện tử đi. Từ từ những cái mảng, những hai cái phương thức thanh toán đó từ từ các bạn. Khi mà các bạn quen với cái ứng dụng gọi xe rồi thì các bạn hãy sử dụng, nó cũng chưa muộn đâu ha. Đầu tiên các bạn thủ sẵn một ít tiền lẻ. Cái thứ hai, các bạn phải chuẩn bị cho Phương một cái điện thoại smartphone. Cái điện thoại smartphone này các bạn đã cài cái ứng dụng gọi xe công nghệ mà các bạn muốn gọi xe vào điện thoại rồi ha. Và điện thoại của các bạn phải có chức năng, phải có mạng hoặc là 3G trong cái quá trình mà các bạn gọi xe. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn gọi xe thì điện thoại của các bạn nó phải kết nối được mạng wifi hoặc là 3G. Đó. Khi mà các bạn gọi được xe rồi, tài xế nhận được xe rồi thì các bạn có thể tắt điện thoại, có thể tắt mạng không sao. Nhưng mà lúc mà các bạn gọi xe thì yêu cầu các bạn điện thoại của các bạn phải có mạng. Nhớ nha. Bây giờ hôm nay Phương sẽ thực hiện một cái cuốc xe ôm công nghệ, xe hai bánh đi ha, là một cái tour ngắn để cho các bạn biết được cái quy trình. Thì bây giờ Phương sẽ mở điện thoại lên và Phương sẽ quay lại điện thoại ha. Điện thoại của Phương đang kết nối 4G ha các bạn. Rồi, bây giờ Phương đã quay lại điện thoại rồi. Bây giờ Phương sẽ bấm vào ứng dụng Grab nè. Các bạn đi xe gì thì các bạn chọn xe đó. Các bạn có thấy hàng trên cùng không? Đây, hàng trên cùng đây. Đây đây đây, nó có cái mục là ô tô và xe máy ha, ô tô và xe máy. Vậy thì bây giờ các bạn chọn đi xe gì thì chọn xe đó. Hôm nay Phương sẽ làm một cuốc xe máy đi. Phương bấm vào xe máy rồi cuốc vào một cuốc xe máy ha. Thì các bạn sẽ thấy được là có chỗ có cái hàng đầu tiên là các bạn sẽ thấy chữ đến đâu là các bạn nhấp vào. Và các bạn có để ý ở trên là trên cái điểm trên cùng không, cái điểm mà có cái logo, có cái vòng tròn màu xanh nào, nó ghi là vị trí hiện tại. Thì cái vị trí hiện tại này á là từ hệ thống nó lấy định vị từ cái vị trí của cái điện thoại của các bạn, có thể đúng hoặc là có thể sai, nên bởi vậy các bạn phải nhấp vào cái vị trí hiện tại, các bạn sửa lại giùm Phương. Ví dụ như các bạn đang ở bến xe đúng không, các bạn biết rằng các bạn đang ở bến xe hoặc là các bạn đang ở sân bay, thì các bạn nhấp vào cái vị trí hiện tại này, các bạn sửa lại cho Phương là ở bến xe hoặc là sân bay hoặc là số nhà bao nhiêu luôn, cụ thể cho anh tài xế anh biết để anh tới đón các bạn. Bây giờ vị trí hiện tại của Phương đang ở là chung cư 8X Plus. Phương sẽ đánh chữ 8X Plus. Thì các bạn có thấy ở cái hàng dưới cùng không, nó đã nhảy ra căn hộ 8X Plus cổng chính và Phương nhấp vào. Có nghĩa là cái điểm đón của Phương là chính xác tuyệt đối 100% rồi đó các bạn. Rồi bây giờ Phương sẽ đến đâu? Phương sẽ đến một cái nhà hàng ở gần nhà ha. Cái nhà hàng này của gần nhà của Phương nó có tên là Roja. Đây. Nhà hàng Roja Palace, Phan Nhân Hớn, Phương sẽ nhắc vào. Rồi các bạn có thấy không? Có cái hàng ghi chú thêm về điểm đón cho bác tài. Có nghĩa là các bạn nếu mà cái chỗ đó nó không có số nhà hay nó không có cái gì mà nổi bật đó, thì các bạn có thể nhấp vào để ghi chú ha. Ví dụ như chú ơi, cái chỗ con đang đứng là như vậy, để cho bác tài có được cái thông tin đến đón các bạn cho nó chính xác hơn. Rồi bây giờ ở đây là Phương xác nhận điểm đón luôn. Rồi các bạn thấy gì không?
Từ nhà Phương đi ra cái nhà hàng đó nếu mà đi Grab sẽ tốn là 14.000. Sẽ tốn là 14.000 đó các bạn ha. Rồi, và nó kêu rằng ở ngay chỗ chỗ dưới này nè các bạn. Đó, Phương sẽ thanh toán tiền mặt ha, không có nói gì rồi. Phương sẽ thanh toán tiền mặt. Và chỗ ưu đãi, nhắc vô chỗ ưu đãi coi có gì không. Đó. Rồi, cái này không quan trọng. Driver cover nhận phí ưu đãi dịch vụ khi tài xế đến trễ 10 phút hoặc hơn. Thôi, cái này không quan trọng. Rồi. Đó các bạn thấy không? Có nghĩa là ở trên màn hình nè, ở trên màn hình hiện ra lộ trình. Ở trên màn hình hiện ra lộ trình cái tuyến đường của từ nhà tôi tới nhà tới cái nhà hàng đó. Rồi giá tiền. Đặc biệt là giá tiền nha các bạn, giá tiền nè. Đó. Giá tiền 14.000. Thì nếu mà 14.000 chắc Phương sẽ đưa cho bác tài 20 á. Thì cái việc mà khi mà các bạn đi xe ôm công nghệ mà các bạn tiếp á, thì Phương nghĩ nó không có gì gọi là sang chảnh hay là quá đáng đâu, mà cái đây là giống như là một cái mà nó rất là bình thường trong xã hội thôi các bạn ha. Nếu có điều kiện thì các bạn cứ tiếp cho bác tài, không có vấn đề gì hết á. Rồi bây giờ Phương sẽ bấm chữ đặt xe. Rồi các bạn thấy trên màn hình ha, bây giờ đó. Rồi khi mà tài xế nhận cuốc xe của Phương thì trên màn hình nó đã hiện ra cái gì các bạn? Nó sẽ hiện ra bảng số xe của tài xế nè, 75K135068. Các bạn lưu ý cái điểm này giùm Phương nha. Anh tài xế, anh gọi cho Phương nè. Bây giờ Phương sẽ nghe máy nè. Alo. Rồi rồi, ok bạn, rồi mình xuống liền, chờ mình chút xíu nha. Dạ. Thấy không các bạn? À, để Phương bấm tiếp cái việc quay màn hình. Không các bạn, rất là đơn giản ha. Anh ta nhận cuốc xe, hiện thông tin biển số xe lên luôn. Vậy vì đã gọi cho Phương liên hệ là anh đã tới, đang đứng trước cổng rồi. Và bây giờ là Phương phải xuống để Phương thực hiện cái cuốc xe này. Dạ đúng rồi, cái nhà hàng Roja bên này nè. Rồi rồi. Không phải ra trường kênh đi. Dạ ra đây cái ôm phải nha. Cho em cái nóng. Mới bỏ khách đây luôn anh. Bỏ khách đây. Cho em xuống ngay chỗ cái anh áo cam đó. Anh Ha Mu rồi, ngay đây được rồi. Của em nhiêu tiền nha? 14 nè. Lấy 20 đi anh. 30. Dạ. Nó từ đây em hỏi lại cho 10.000. Để em gửi lại cái nón. Giờ mình rút xe về nè các bạn.
trên bản đồ là các bạn sẽ thấy cái xe của anh tài xế đang di chuyển hướng nào ha, để chuẩn bị tới đón các bạn. Khi mà các bạn thấy xe mà đã gần di chuyển tới đón các bạn rồi thì các bạn nên chuẩn bị tư thế ha, để ra đón xe. Về 8XL đúng không anh? Về một cái nào? Đi đường trong chợ này về ra cũng được ha. Anh biết mà phải không? Dạ dạ. Rồi, cho em đây được rồi. Cho em hết nhiêu tiền? 34. Cho em gửi. Cảm ơn. Em hết tiền. Dạ, khỏi. Dạ. Cảm ơn. Vậy là Phương đã thực hiện hai cuốc xe ha các bạn. Một cuốc xe từ nhà đi ra cái nhà hàng đó và một cuốc xe từ cái nhà hàng đó về lại về nhà. Thì hai cuốc xe đều đồng giá 14.000, tuy nhiên Phương tiếp cho mỗi anh chẳng luôn là một cuốc xe là 20. Thì cái việc mà tiếp á thì Phương cũng khuyến khích thôi, các bạn thích thì các bạn tiếp, các bạn không thích thì các bạn cứ trả đúng giá bình thường. Còn về cái quy trình đặt một cuốc xe nó như thế nào thì Phương đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái nội dung clip rồi ha. Nghĩa là các bạn xác nhận cái điểm đón các bạn nè và cái điểm các bạn đi đến. Đó, và các bạn có thể sử dụng những cái hình thức giúp đỡ phụ trợ khác trong cái ứng dụng, có nghĩa là các bạn ghi trú đón các bạn ở đâu ha. Nói chung thì thời buổi hiện giờ thì tài xế đón các bạn rất là đơn giản, tại vì người ta có thể gọi cho các bạn, gọi điện thoại cho các bạn để xác nhận cái điểm đón ha. Tuy nhiên ở đây là các bạn phải chú ý giùm Phương là trên cái app á, trên cái ứng dụng gọi xe nó đã có cái lịch trình sự di chuyển của anh tài xế rồi. Thì khi mà các bạn thấy anh tài xế đã di chuyển gần tới điểm mà đón các bạn thì các bạn phải chủ động đi ra để bắt xe, để thực hiện cái cuốc xe nó cho một cách nhanh nhất có thể ha các bạn. Rồi, clip tới đây cũng khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần tới. Còn bây giờ